Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop mai vàng của em Hoàng Tuấn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai đế quyết phần việc luôn quý vị ơi. Đó, trực có lắc có ha, to có nhỏ có đủ cả luôn. Đó, đế thì rất là đẹp ha. Đây chào tất. Rồi, chào thầy ha, chào cô chú chị trên toàn quốc ha. Em tiếp tục lên 25 phôi giao lưu của chú chị mình ha. Này mai dẫu Thủ Đức, hình thức mình dẫn bao sống bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại là 0332793171 là số Zalo ha. Ở quy định chợ gạo Tiền Giang nha chú anh chị. Em còn ít phôi thì em bán giá cũng mềm với chú anh chị. Em vô kỳ số 1 ha. Rồi mã số 1 đây quý vị. Kèo 63. 25 hoành. 25 hoành luôn quý vị. Đẹp quá sẽ đế ha. Đập kẹo luôn. Báo giá alo lụm liền của chú chị ơi. Dạ luôn bao nhiêu em? Mã số 1 750 rồi chú chị. 750 quý vị ơi, đẹp rẻ luôn. Clip hôm nay là giá sập sàn cho quý vị mình luôn rồi. Vị số 2 ha. Mình gọi bấm gọi nha quý vị. Cao 67. 35 vành. Vành 35. Cũ 51 ha. Cũ 51 vành 35 luôn. Đó một em trực tay cành cỏ ha. Ờ, bị cốc nó già cho đây ha. Nó già chỗ cái cành bự bự đó ha. Ờ. Về nuôi lại nó lẹ cũng lẹ lành quý vị. Để trong cái hồ lô luôn. Rồi. Quá xa cái cũ ha. Cái cũ này 51 hoành 35 luôn nha quý vị. Để thì xe đều cái bầu luôn ha, kính bầu luôn. Báo giá alo lụm liền của chú chị ơi. Như em. Số 2, 2,2 triệu của chú chị. Rồi, 2,2 triệu. À, 35 hoành luôn. Nở 51 ha. Giá đó là cũng vừa chơi quá rồi. À, số 3. Cao 60. 26 hoành. Cũ 42 ha. Rồi hoành 26, cũ 42. Tiếp tục em trực tay cầm xuống đều đế thì đặt cái đế luôn ha quý vị. Đặt luôn. Rồi, giá luôn như đây. Mã số 3 triệu rồi chú chị. À, tiếp tục luôn. À, số 4. À, số 4. Cao 74. Hoành thân. 29 hoành. 29. Cũ nạt. Cũ 56 rồi chú chị. 56 luôn. Quá xa cái cũ đế này quý vị. Đầu số là 30 ha. Đặt kẹo cũ nở to. Cái này là hàng tương lai nha chú chị. Rồi, giá luôn như đây. Mã số 4, 2,7 thôi chú chị. Rồi, 2,7. Số 5. Cao 80. 29 hoành. Hoành 29, cũ. Cũ 48 ha. Cũ nở ra ha. Hoành to luôn. Tay cành cũng đều nè. Chính cũ 48 để công lực xe sổ dài luôn không gì. Báo giá alo lụm liền của chú chị em. Rồi mã số 5 1 triệu của chú chị. Rồi 1 triệu của gì ơi, 29 hoành luôn. Mã số 6 cao 50. 24 hoành. Rồi hoành 24 để luôn. Để đặt kẹo này ha. Rồi, cho luôn như đem. Rồi, số 6, 650 rồi chú chị. Rồi, 650. Giá mềm xẹo luôn rồi. Rồi, số 7. Cao 35. 23 hoành. Rồi, để sổ đẹp luôn. Hoành 23, to lắc đế đẹp. Giá sao em? Rồi, mà số 7 600 mà chú chị. 600 đẹp về đây luôn quý vị. Em tay bấm gọi quý vị ơi. Mà số 8. Cao 68. 24 hoành. Hoành 24. Đầu số 3 tấc rưỡi ha. Số 35 luôn quý vị ha. Co lắc tay cành đế nè, đẹp nó quý vị. Đặc biệt là co dưới đế nè.
để cứng đế sậu dài ha. Rồi, alo chúc liền của chú anh chị ơi, 1.2 triệu mã số 8 ha. 1.2 triệu cây đẹp ăn như gì? Mã số 9. Cao 72. 22 quanh. Rồi quanh 22, tại cành đều. Đế quá xá đế luôn. Đập kẹo ha. Một cái nồi đế ha. Quá xá cái đế. Rồi vô luôn nha em. Rồi mã số 9, 850 rồi chú anh chị. 850 ha. Để quyết quyệt ha. Số 10 keo 64 23 quần. Đọt sổ là 30 nha. Rồi sổ 30 luôn. Trực tay cành ha, tay cành lực. Để đặt kẹo luôn. Rồi cho luôn nhiêu em. Rồi mà số 10 triệu 2 của chú chị. Rồi xuống cây luôn. 1.2 triệu. 11 11 luôn. Keo 50 24 quanh. Rồi quanh 24. Để kính mít nha quý vị. Rồi cho luôn nha em. Mở 11 600 ha. Rồi xuống cây luôn. 600 ngàn quý vị. Có yêu thương không nè. Mở 12 cao 63 21 quanh. Rồi quanh 21 luôn. Hai cành có lẹ chơi. Để đây quý vị. Để đặt luôn ha. Rồi vô luôn nha em. Mở 12, 550 rồi chứ gì. Rưỡi. Rồi xuống cây luôn. Mở 13 cao 52 19 quanh. Rồi quanh 19. Để đây quý vị. Rồi vô luôn nha em. Rồi mở 13 300 ha. Rồi xuống cây luôn. 300 này yêu thương luôn. Cao 42 13 quanh. Rồi để em nó đều quý vị. Rồi vô luôn nha em. Rồi 14 120 ngàn. Rồi 120 ngàn đó quý vị. Rồi lên cây mới luôn. 15 cao 25 14 quanh. Rồi vô luôn như em. Rồi, 55 120 ngàn nha. Rồi 120 luôn. Tiếp tục luôn. 56 cao 50 18 quanh. Rồi đấy luôn rồi quý vị. Rồi vô luôn như đây. Rồi 16 350 nha. Rồi 350 ngàn. Rồi lên cây mới luôn. 17 cao 38 hoặc là 20 nhé. Rồi 20 hoặc. Rồi để luôn đây quý vị. Rồi để luôn như đây. Rồi, mở 17 300 ha. Rồi xuống cây 300. 18 cao là 48 17 hoặc. Rồi để đây quý vị. Rồi vô lưu như đây. Rồi mở 18 350 ha. Rồi xuống xe luôn. 19 cao là 38 17 quanh. Mình cái bồ đế luôn quý vị. Đế quý vị ơi. Xa đế luôn. Rồi vô lưu như đây. Mã 19 300 ha. Rồi 300. Rồi tiếp tục luôn. 20 cao 39 23 quanh. Rồi quanh 23. Để sậu dài kính mít luôn. Rồi cho luôn như đem. Rồi mã 20 450 rồi chứ. Rồi xuống cây luôn. 450 ngàn. 21 cao 45 27 quanh. Rồi quanh 27 luôn quý vị ơi. Cũng để ha. Để đặt kẹo luôn nè. 27 quanh. Rồi vô luôn như đem. 51 750 rồi chú chị. 750 7 quanh luôn.
22, cao 46, hoành là 22 ha. Rồi 22 hoành. Để đây. Rồi vô luôn nhiêu đem? 22 300 rồi chú. Rồi 300. Tiếp tục luôn. 23. Cao 80. 23 hoành. Đây có cái lưng chỗ này chú chị 20 ha. Rồi. Tại cành này có lẽ chơi rồi quý vị ơi. Co cũng đẹp ha. Đế cũng đẹp luôn. Đây nó bị tóc da dần chuyển này. Bị nhỏ đó không sao quý vị. Tôi cũng lẹ lành ha. Cục đế ha. Rồi vô luôn nhiêu đem? 23 700 rồi chú chị. Rồi 700. 4. Cao 45. 19 rồi. Rồi để đây quý vị. Rồi cho luôn như đây. 24 300 ha. Rồi 300 quý vị ơi. Tiếp tục luôn. 25. Cuối clip hôm nay. Cao 80. 21 hoành. Rồi hoành 21. Tay cành cũng đóng đặt cách đây này ha. Rồi để luôn. Nó cũng đẹp quá đây quý vị. Rồi mình cho luôn như đem. Rồi mà 25 400 mà coi chú chị. Cam được cái mai đẹp luôn ha. Cũng là cây cuối cùng của clip ha. Rồi cuối clip mong chú chị xem hết clip cái nào ủng hộ trong cái đó ha. Cảm ơn chú chị rất là nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.